giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc trong máu đối với aminoglycosid. Thì aminoglycosid là một kháng sinh được sử dụng trong bệnh viện qua đường tiêm, được sử dụng chủ yếu để chống lại các trực khuẩn gram âm giống như là E. coli hoặc là Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter chẳng hạn. Và nó còn một tác dụng nữa là trên các cầu khuẩn gram âm như Staphylococcus aureus hoặc là Streptococcus hoặc là Enterococcus. Tuy nhiên á, là các aminoglycosid không tác dụng trên Enterococcus khi được sử dụng đơn độc nghe, mà nó chỉ tác dụng trên Enterococcus khi được phối hợp với beta-lactam hoặc là vancomycin hoặc là các kháng sinh khác có tác động làm biến mất vỏ tế bào hoặc phá hủy vắt tế bào đối với Enterococcus. Tại vì khi mà cái vắt tế bào của Enterococcus mà nguyên vẹn thì aminoglycosid không thể thấm vào được và không có, hoàn toàn không có tác dụng. Và các thuốc tiêu biểu như sau streptomycin là kháng sinh không được sử dụng trong bệnh viện thông với các bệnh thông thường mà chỉ sử dụng trên bệnh nhân lao thôi. Kanamycin cũng vậy. Vì kanamycin có độc tính cao hơn so với streptomycin cho nên nó là thuốc hàng hai và chỉ sử dụng khi mà lao kháng với streptomycin. Có một điều thú vị á, đó là trong cùng một nhóm này nhưng mà lao kháng với streptomycin sẽ kháng với hầu hết các kháng aminoglycosid khác ngoại trừ kanamycin là không, hoàn toàn không có hiện tượng kháng chéo. Hoàn toàn không, lao không có hiện tượng kháng chéo giữa streptomycin và kanamycin. Rồi đối với neomycin thì sao? Neomycin là một aminoglycosid có độc tính cao, đó là 3 cộng trên thận và 3 cộng trên tai. Cho nên vì độc tính như thế này nó không được sử dụng đường tiêm trong bất kỳ trường hợp nào. Nó chỉ sử dụng ở các chế phẩm dùng ngoài da giống như là viên đặt âm đạo được dùng trong viêm âm đạo hoặc là chế phẩm bôi da, thuốc nhỏ tai, thuốc nhỏ mắt. Và đặc biệt nó có sử dụng trong các chế phẩm đường uống, được sử dụng trong cái trường hợp mà cần phải quét sạch hệ thống chí trong bệnh cảnh hôn mê gan hoặc là phòng ngừa hôn mê gan. Trên lâm sàng người ta sẽ sử dụng amikacin, gentamicin, tobramicin và nantamicin là bốn kháng sinh thường sử dụng trên lâm sàng. Trong đó nantamicin thì có tác dụng tốt trên gram dương hơn, tobramicin có tác dụng tốt trên gram âm hơn và tobramicin thì có tác dụng mạnh nhất trên pseudomonas. Tuy nhiên thì nó lại bị enzyme phân hủy của pseudomonas tác động nhiều nhất, tại vì trên cái tobramicin có đến 6 locus để mà các enzyme tác động, trong nên khi amikacin á, trên phân tử amikacin chỉ có một locus để mà enzyme tác động thôi, cho nên cái enzyme cho pseudomonas tiết ra để phân hủy để phân hủy á, thì nó sẽ phân hủy tobramicin nhanh gấp 6 lần so với amikacin. Vì thế cho nên các bạn biết tại sao, nghe tại sao mà trên lâm sàng người ta sử dụng amikacin để điều trị pseudomonas kháng với tobramicin là vì vậy. Rồi, aminoglycosid hầu như không hấp thu qua đường tiêu hóa tại vì nó có bản chất là một đa cation. Và các bạn biết là do đa cation này nên có một điều hay ấy, đó là trên in vitro, tức là trên ống nghiệm thì aminoglycosid nhạy cảm với nhiều các vi khuẩn nội bào giống như chlamydia, urea plasma hoặc mycoplasma hoặc legionella chẳng hạn. Đây là các vi khuẩn không điển hình, chúng không có vắt tế bào, có hệ enzyme nghèo nàn và có đời sống ký sinh bắt buộc. Trên in vitro thì nó rất nhạy cảm, nó nhạy cảm nha. Nhưng trên lâm sàng thì in vivo và lâm sàng thì nó hoàn toàn không có tác dụng, tại vì nó thấm kém vào trong tế bào. Gentamicin thì gentamicin là một aminoglycosid đã được nghiên cứu kỹ về cái nồng độ thuốc trong huyết thanh rồi. Và khi nào cần phải điều chỉnh liều đối với aminoglycosid và theo dõi liều trong trường hợp nào, đó là khi mà sử dụng lớn hơn 5 ngày thì các độc tính về thận bắt đầu xuất hiện, và sử dụng trên 14 ngày thì các độc tính về tai bắt đầu xuất hiện. Nên các bạn thấy trong đi bệnh viện, đi trong lâm sàng á, người ta hiếm khi nào mà theo dõi nồng độ thuốc của aminoglycosid tại vì cái thời gian sử dụng thuốc ngắn ngày. Nhưng trong một số bệnh cảnh giống như là viêm nội tâm mạc thì phải sử dụng thuốc trong vòng 1 tháng, cái phác đồ điều trị là trong vòng 1 tháng, hoặc là các nhiễm khuẩn giống như là nhiễm trùng huyết chẳng hạn thì điều trị khá là lâu dài. Cho nên trong những trường hợp này thì đôi khi có nhiều bệnh viện á, người ta sẽ theo dõi nồng độ thuốc của các aminoglycosid.
Dĩ nhiên là mấy tuyến như tuyến tỉnh thì không có đâu, không bao giờ có chuyện này đâu. Rồi đối với gentamicin thì các amino glycoside có bản chất là đa cation, vì thế nó không tan tốt trong lipid, dẫn đến không phân bố tốt trong mô mỡ. Nên liều của gentamicin sẽ dựa vào cân nặng IBUF của bệnh nhân, tính theo công thức như sau. Nếu mà cân nặng của bệnh nhân bé hơn IBUF thì sẽ sử dụng là cân nặng thực. Nếu mà giữa IBUF và obese thì sẽ sử dụng IBUF, và nếu là lớn hơn từ obese trở lên thì sẽ sử dụng là IBUF cộng cho 0,4 nhân cho cái trọng lượng thực tế trừ cho IBUF. Rồi, ví dụ một trường hợp cho các bạn hiểu nhé. Ví dụ ba bệnh nhân cao 1 mét là 1 mét 52 đi chẳng hạn. Nếu bệnh nhân nặng 49 kg, trường hợp 1 bệnh nhân nặng 49 kg thì IBUF cân nặng mà người ta dùng để tính toán á, sẽ là vì 49 bé hơn 50. Đây là ba bệnh nhân đều nam nhé. Vì 49 bé hơn 50 cho nên người ta sẽ lấy cân nặng của người bệnh là 49 kg. Trường hợp 2, bệnh nhân thứ hai thì nặng khoảng 56 kg. 56 kg lớn hơn 50 kg nhưng lại bé hơn 61 kg. Vì thế người ta sẽ lấy cân nặng mà tính dùng để tính toán liều cho bệnh nhân là 50 kg. Trường hợp thứ ba, bệnh nhân nặng 65 kg. Thì các bạn thấy là 65 lớn hơn 61 đúng không? Thì cân nặng mà người ta sẽ là tính toán là sẽ là 50 cộng cho 65 trừ cho 61 là bằng 4, nhân cho 0,4 là bằng mấy ta? Là bằng 51,6 kg. Rồi, hy vọng cái ví dụ vừa rồi các bạn có thể ứng dụng cái bảng này vào để tính toán. Creatinine clearance thì độ thanh lọc cầu thận được tính sử dụng như thông số để tính toán liều, nhưng mà không sử dụng cho bệnh nhân có BMI bé hơn 18,5 hoặc là BMI lớn hơn 30, tại vì thuốc này thấm kém vào mô mỡ. Cách tính như sau. Đối với nam là ta sẽ lấy chỉ số 1,23 nhưng với nữ sẽ lấy 1,04. Cái điều này có sự khác biệt là tại vì nam có khối lượng cơ cao hơn nữ. Lấy là 1,23 nhân cho 140 trừ cho tuổi nhân cho với cái cân nặng mà mình tính ở cái bảng này này. Đây. Chia cho cái nồng độ creatinine trong huyết thanh. Điều này, tuy nhiên cái bảng này sẽ không áp dụng cho trường hợp bị mất cơ, tại vì các bạn biết là cái người mà creatinine huyết thanh á được tạo ra từ sự phân hủy của tế bào cơ. Và như thế mất cơ sẽ làm giảm cho nồng độ creatinine huyết thanh và sẽ dẫn đến sai sót trong việc tính độ thanh lọc cầu thận của trướng. Tại vì sao? Tại vì khi cổ trướng thì các bạn sẽ bị tăng cái trọng lượng của cơ thể lên do tích nước và làm sai cái thông số độ lọc cầu thận. Thứ ba là suy thận cấp. Phác đồ liều một lần trong một ngày với liều 5 mg/kg và liều tối đa 480 mg. Hiện nay thì phác đồ này được ưa chuộng sử dụng hơn, tại vì aminoglycoside là một kháng sinh có diệt khuẩn phụ thuộc vào nồng độ và có tác dụng hậu kháng sinh kéo dài. Cái tác dụng hậu kháng sinh kéo dài của nó là nguyên nhân do cái thuốc gắn vào ribosome 30S của vi khuẩn sẽ làm hỏng hoàn toàn cái ribosome 30S này luôn, và vi khuẩn muốn tổng hợp các polypeptide và protein mới thì nó phải tổng hợp lại toàn bộ ribosome 30S mới, và việc này thì phải cần có thời gian, cho nên thuốc có tác dụng hậu kháng sinh kéo dài là vì vậy. Và ngoài ra nó sẽ độc thận và độc tai ít hơn so với việc sử dụng đa liều. Ví dụ như là cái đường gạch này là ngưỡng gây độc thận chẳng hạn, thì nếu các bạn sử dụng một lần trong một ngày thì có 12 tiếng nó bị độc, nhiễm độc, và 12 tiếng thì nó phục hồi. Trong khi các bạn sử dụng cái phác đồ 3 liều á, thì cái khoảng thời gian mà nó bị nhiễm độc á, nó nhiều hơn nhiều so với phác đồ sử dụng một liều. Rồi. Đối với sử dụng aminoglycoside trong nhiễm trùng tiết niệu thì có lẽ các bạn mới nghe điều này. Thực ra thì nó có thể sử dụng nha, nhưng nó không phải là thuốc hàng đầu thôi. Thuốc hàng đầu là
fluoroquinolone giống như ciprofloxacin hoặc ofloxacin hoặc thậm chí là levofloxacin hoặc mucifloxacin chẳng hạn. Thì các phác đồ của nó sử dụng là nếu đối với nhiễm trùng bàng quang không biến chứng hạn hạn thì nó sẽ sử dụng khoảng 3 ngày thôi. Nhóm thuốc thứ hai là trimethoprim for sulfamethasone. Thì đối với nhiễm trùng bàng quang không biến chứng nó sẽ sử dụng từ 3 đến 5 ngày. Và đây là hai nhóm thuốc được ưu tiên nhất đối với nam giới tại vì fluoroquinolone thấm rất tốt vào tuyến tiền liệt tuyến. Thứ hai là đến trimethoprim for sulfamethasone. Rồi nếu mà hai nhóm này đều bị kháng thì người ta sẽ sử dụng tới beta lactam. Beta lactam thì người ta sẽ sử dụng amoxicillin phối hợp với sulbactam hoặc là cefalosporin. Thì cefalosporin có tác dụng từ thế hệ 1 đến thế hệ 3 chỉ có tác dụng tương đương nhau trên lâm sàng thôi. Ví dụ như cefalexin sẽ có hiệu quả tương tự như cefixin. Đó lý do đó là tại sao các bạn đọc trong khuyến cáo của Bộ Y tế trong điều trị nhiễm trùng bàng quang không biến chứng á, đường tiết niệu không biến chứng á, tại sao người ta lại sử dụng cefalexin nhưng người ta không sử dụng cefixim hoặc các cephalosporin thế hệ 3 khác là vì vậy. Người ta sẽ ưu tiên những thuốc có phổ hẹp hơn nhưng mà có tác dụng tương đương với các kháng sinh có phổ rộng hơn vì vậy. Và cái liệu trình sử dụng của beta lactam á, là từ 5 đến 7 ngày. À, rồi. Nếu mà mấy dòng kháng sinh này bị kháng hết thì người ta sẽ sử dụng mấy cái giống như là clarithromycin chẳng hạn. Clarithromycin nó có đào thải qua thận khoảng 50%. Và các chất mà nó đào thải nó sẽ được ở dạng chuyển hóa. Và clarithromycin khi được chuyển hóa thì nó có tác dụng còn mạnh hơn cả chất clarithromycin ban đầu nữa. Mình không nhớ cái tên chất chuyển hóa là gì. Rồi khi mà bị đề kháng hết thì người ta mới sử dụng với aminoglycosid. Vì rõ ràng aminoglycosid được đào thải ở thận ở dạng nguyên vẹn, không bị chuyển hóa. Và vì thế dĩ nhiên là nó có khả năng để điều trị nhiễm trùng tiết niệu rồi. Nhưng vì độc đồ độc trên thận của nó nên nó mới bị hạn chế thôi. Rồi loại trừ, người ta sẽ không sử dụng phác đồ như trên ở người bị suy thận nặng vì cái liều ở trên là chưa điều chỉnh ở người bị suy thận. Thứ hai là viêm nội tâm mạc. Các bạn biết khi mà để thay đổi một điều gì đó người ta cần phải có nhiều các nghiên cứu để chứng minh cái điều mới đó nó sẽ hữu hiệu hơn cái điều cũ. Và có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng là phác đồ dùng một lần trong ngày nó có hiệu quả tương đương với phác đồ sử dụng nhiều lần trong ngày trong viêm nội tâm mạc. Nhưng mà cái số nghiên cứu đó nó chưa đủ mức bằng chứng để mà người ta thay đổi trên lâm sàng thôi. Có lẽ là khoảng vài năm nữa khi các nghiên cứu đã đầy đủ thì người ta sẽ thay đổi phác đồ một liều thay cho phác đồ đa liều trên viêm nội tâm mạc thôi. Còn đối với người mang thai cũng thế. Nói chung là phải có đủ nghiên cứu và bằng chứng thì người ta mới thay đổi. Vì chúng ta sử dụng là y học thực chứng chứ không phải y học theo kinh nghiệm. Hoặc là y học đoán mò giống như các thầy lang được. Rồi, đặc biệt trong trường hợp phỏng nặng thì sao? Trong trường hợp phỏng nặng thì chúng ta không sử dụng một liều một lần trong ngày. Tại vì các bạn như cái hình này các bạn đã thấy này. Thì cái ngưỡng dưới kháng sinh của nó là 12 tiếng. Khi mà các bạn bị phỏng nặng thì cái quãng da của nó bị mất trên người quá nhiều. Và vi khuẩn trong không khí cứ liên tục tấp vào và nó gây nhiễm khuẩn. Rất dễ gây nhiễm khuẩn. Và vì thế, chúng ta cần phải có nồng độ kháng sinh đạt trên mức để mà liên tục tiêu diệt vi khuẩn mà mới bám vào đó. Chứ chúng ta không thể mà chơi một phát mà 12 tiếng đầu thì diệt khuẩn mà 12 tiếng sau thì không diệt khuẩn được. Tại vì chỉ cần 12 tiếng sau này không có kháng sinh là đã đủ để gây nhiễm trùng rồi. Rồi liều thứ hai được cho sau 24 giờ nếu không có gì chức năng thận không bị suy chẳng hạn. Rồi phác đồ giảm liều trong suy thận thì người ta sẽ dùng khoảng 3 mg trên kg thôi, chứ người ta sẽ không dùng liều 5 mg trên kg nữa. Cách chỉnh liều như bảng sau, rất là đơn giản. Rồi đối với phác đồ đa liều trong viêm nội tâm mạc thì người
Do thuốc sử dụng nhiều lần trong ngày sẽ có độc tính cao hơn, cho nên người ta buộc phải sử dụng chỉ có 1 mg trên kg thôi trong 12 giờ. Như vậy các liều của sử dụng trong ngày chỉ là 2 mg trên kg thôi, so với liều 5 mg trên kg thì ít hơn nhiều. Và như mình đã nói rồi thì cái việc sử dụng một lần trong ngày đang được chứng minh để thay thế cho việc sử dụng đa liều trong ngày trong viêm nội tâm mạc. Và các bạn chỉ cần chỉnh liều theo các công thức sau thôi, chả có gì đặc biệt cả.